Lạc đà hai bướu là loài động vật quốc chẵn lớn, có nguồn gốc từ vùng thảo nguyên của khu vực Đông Á. Gần như toàn bộ lạc đà hai biếu ước tính khoảng 1,4 triệu con hiện đang sinh sống ngày nay đã được thuần hóa. Tuy vậy, trong tháng 10 năm 2002 thì người ta ước tính còn khoảng 950 con vẫn sống cuộc sống hoang dã tại miền Tây Bắc Trung Quốc và Mông Cổ và chúng được xếp vào danh sách các loài đã thuần hóa. Đặc điểm Sinh trưởng Lạc đà hai bướu trong vườn thú ở Bỉ Làng đà hai bướu trưởng thành cao trên 2m7 feet tính từ bướu trở xuống và cân nặng trên 725 kg 1600 pound. Chúng là động vật ăn cỏ, vì thế chúng ăn các loại cỏ, lá cây, ngũ cốc và có khả năng uống tới 120 lít 32 gallon Mỹ nước một lúc. Miệng của chúng đủ khỏe và cho phép chúng ăn các loại thực vật có gai trên sa mạc. Chúng có cấu tạo cơ thể thích nghi với đời sống trên sa mạc rất nóng ban ngày, rất lạnh ban đêm và bão, gió cát. Chúng có chân to và lớp da rất dày.